Run rẩy vì sợ hãi, NATO tá hỏa hỏi tôi Ukraine vì tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga. Các bạn thân mến, những cảnh báo và đe dọa mới nhất đang phản ánh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Nga và NATO. Rõ ràng, phương Tây cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine để kéo dài cuộc xung đột, nhưng họ lại lo sợ chính quyền Kiev sẽ giành chiến thắng. Bởi vì Tổng thống Putin đã đe dọa nhiều lần về điều mà họ lo sợ ngay từ đầu cuộc xung đột. Đó là sự leo thang hạt nhân và cuộc xung đột này sẽ lan rộng ra châu Âu, nhất là trong bối cảnh chính quyền ông Zelensky liên tục có những cuộc tấn công liều lĩnh. Truyền thông địa phương cho biết, Bỉ lo ngại về các báo cáo cho rằng vũ khí họ gửi tới Kiev đã được sử dụng trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Brussels lo ngại về các báo cáo trên phương tiện truyền thông cho rằng vũ khí mà họ gửi đang được chế độ Kiev sử dụng để tiến hành các cuộc xâm nhập vào Nga. Một số hãng truyền thông của Bỉ đưa tin ngày 4 tháng 6, đồng thời cho biết thêm rằng chính phủ sẽ yêu cầu Ukraine giải thích chính thức về vấn đề này. Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludwig Dedonder và Ngoại trưởng Handia Hapit sẽ liên lạc với chính quyền Ukraine và yêu cầu làm rõ. Các tài liệu kèm theo mỗi lần vận chuyển vũ khí từ Bỉ tuyên bố rõ ràng rằng thiết bị quân sự chỉ có thể được phân phối cho các lực lượng vũ trang chính quy và chỉ được sử dụng để bảo vệ lãnh thổ Ukraine, chứ không được tấn công sang lãnh thổ nước khác, kể cả Nga. Do đó, những vũ khí này không được cấp phép cho các nhóm biệt lập có chương trình nghị sự nội bộ của Nga. Truyền thông Bỉ cũng mô tả quân đoàn tự do của Nga và quân đoàn tình nguyện Nga, hai nhóm chiến binh do Kiev hậu thuẫn, được cho là sở hữu vũ khí phương Tây, là những nhóm có thành viên tân phát xít trong hàng ngũ của họ. Họ cho rằng quân đoàn tình nguyện Nga, viết tắt là RDK, và quân đoàn tự do Nga chịu trách nhiệm về một số cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga hồi tháng 3 và tháng 5 năm 2023. Các bức ảnh và video do chiến binh công bố từ cuộc đột kích của chúng vào tháng trước, cũng như các hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố sau đó về các cuộc đụng độ với chiến binh, cho rằng các nhóm phá hoại của họ đã sử dụng phương tiện bọc thép của Mỹ và Ba Lan, cũng như súng trường tấn công của Bỉ và Séc. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc đột kích hồi tháng 5 kết thúc với việc lực lượng Nga tiêu diệt hơn 70 phần tử khủng bố Ukraine và phá hủy 4 phương tiện chiến đấu bọc thép, 5 xe bán tải. Theo các nhà chức trách Nga, vụ tấn công đã khiến một thường dân thiệt mạng và 12 người bị thương. Ngày 4 tháng 6, hai nhóm chiến binh đã tìm cách tiến hành một cuộc đột kích xuyên biên giới khác vào vùng Belgorod của Nga. Thống đốc vùng này cho biết, Bộ Quốc phòng sau đó cho rằng các chiến binh đã bị phân tán và đẩy lùi vào lãnh thổ Ukraine. Chúng ta đang thấy gì ở đây? Phương Tây lôi kéo chính quyền ông Zelensky bằng những lời mồi chài chắc nịch. Chỉ cần các bạn chiến đấu chống lại Nga, thì chúng tôi sẽ đảm bảo tương lai cho các bạn bằng cách viện trợ vũ khí và tiền bạc. Thế nhưng trên thực tế, chính NATO mới là bên mang nỗi sợ Nga lớn nhất. Đây chẳng phải là lý do khối quân sự này được thành lập hay sao, thưa quý vị? Trả lời phỏng vấn của tờ Wall Street Journal ngày 3 tháng 6, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng một số nước NATO sợ Nga đến mức không muốn cho Ukraine gia nhập khối liên minh. Ông ấy nói rằng không biết liệu có đáng tham gia hội nghị thượng đỉnh tháng 7 ở Vilnius hay chăng nếu như Kiev không nhận được bất kỳ tín hiệu nào về quy chế của mình. Với câu hỏi liệu Ukraine có được cấp tín hiệu tích cực như vậy hay chăng, ông Zelensky thừa nhận rằng ông không biết. Trước đó một ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chỉ có tư cách thành viên đầy đủ của NATO mới có thể thực sự bảo vệ Ukraine khi đất nước của ông tiếp tục tìm kiếm sự đảm bảo an ninh từ phương Tây. Ông Zelensky lập luận rằng các cam kết hiện có của thành viên NATO để bảo vệ lẫn nhau sẽ là sự đảm bảo an ninh tốt nhất cho Ukraine. Ông đang đề cập đến điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, quy định rằng một cuộc tấn công chống lại một thành viên của khối quân sự do Mỹ lãnh đạo sẽ được coi là cuộc tấn công chống lại tất cả họ. Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận rằng nước ông khó có thể gia nhập NATO cho đến khi cuộc xung đột vũ trang với Nga kết thúc. Không phải vì chúng tôi không muốn, mà vì điều đó là không thể, ông nói. Tuyên bố của người đứng đầu chính quyền Kiev được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuần này gợi ý rằng Kiev có thể được cấp một số hình thức đảm bảo an ninh hữu hình mà không cần chính thức trở thành một phần của NATO. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập Liên minh phương Tây vào tháng 9 năm 2022, viện dẫn chiến dịch quân sự do Moscow phát động ở quốc gia láng giềng vào đầu năm đó. Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Tư rằng ông Zelensky đã nói với các đối tác phương Tây rằng ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva vào tháng 7, trừ khi khối này đưa ra những đảm bảo cụ thể cho Ukraine hoặc lộ trình trở thành thành viên. Nga coi việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông là mối đe dọa đối với an ninh của mình,
và viện dẫn viện trợ của các quốc gia thành viên cho Ukraine là một trong những lý do khiến nước này tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Moscow gần đây cho biết tính trung lập của Ukraine sẽ là một trong những yếu tố then chốt cho một nền hòa bình lâu dài. Các sự kiện gần đây cho thấy Ukraine đang tiến hành một cuộc chiến tranh ngầm trên lãnh thổ Nga và do đó họ có khả năng phải nhận đòn trả đũa từ Tổng thống Putin. Ngay từ tháng 4 năm 2022, các quan chức Ukraine đã phủ nhận rằng Kiev phải chịu trách nhiệm về vụ cháy kho nhiên liệu gần Belgorod và cho rằng những người ly khai Nga đang tìm cách thành lập một Cộng hòa Nhân dân Belgorod có thể gây ra vụ hỏa hoạn. Cuối tháng đó, các tỉnh biên giới Belgorod, Bryansk, Kursk và Voronezh của Nga đều nâng cao tình trạng báo động khủng bố. Các vụ nổ, hỏa hoạn và mất điện bắt đầu xảy ra ở khu vực biên giới. Gần đây, các tỉnh biên giới giáp Ukraine đã xảy ra các vụ hỏa hoạn gây lo sợ cho người dân địa phương. Sự tàn phá hầu như luôn được truyền thông Nga đưa tin là kết quả của các cuộc pháo kích hoặc không kích xuyên biên giới. Nhưng rõ ràng, cũng có những nhóm phá hoại hoạt động xuyên biên giới. Đã có sự phá hoại trong hệ thống đường sắt của cả Belarus và Nga. Cái gọi là đám cháy bí ẩn đã bùng phát ở Nga kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu. Viện nghiên cứu lực lượng hàng không vũ trụ Nga ở Tver phía tây bắc Moscow đã bị hỏa hoạn vào tháng 4 năm 2022 và một số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đó. Một đám cháy lớn khác bùng phát vào ngày hôm sau tại một công viên hàng không vũ trụ cũng gần Moscow và tháng sau đó đã xảy ra các vụ cháy và nổ ngay tại chính Moscow. Vào tháng 8, một vụ đánh bom xe ở Moscow đã giết chết Daria Dugin, con gái của nhà triết học Nga Alexander Dugin, một đồng minh quan trọng của ông Putin. Những ngọn lửa bí ẩn tiếp tục cháy kể từ đó. Trong khi đó, trở lại biên giới, người Ukraine ngày càng liều lĩnh hơn. Hồi tháng 3, các phương tiện truyền thông Nga đưa tin về những kẻ phá hoại ở Bryansk không chỉ cài chất nổ hay phóng hỏa, mà còn tham gia vào các cuộc đấu súng với cơ quan thực thi pháp luật địa phương và Rosgvardiya, lực lượng an ninh nội bộ và bắt giữ con tin. Cuộc chiến trong bóng tối ngày càng trở nên nóng hơn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở đây là Ukraine bị các đồng minh phương Tây trói tay. Họ không thể hoạt động nghiêm túc trên đất Nga. Gerasimov và Putin có thể yên tâm bỏ qua các cuộc tấn công và đột kích dọc biên giới không gây ra mối đe dọa quân sự. Các cửa sổ bị vỡ ở Moscow thậm chí còn ít quan trọng hơn về mặt quân sự. Tuy nhiên, cuộc chiến trong bóng tối có thể tác động đến chính trị. Giới chuyên gia nhận định rằng áp lực nội bộ đối với ông Putin sẽ tăng lên do các hành động của Ukraine, rằng các tỉnh biên giới sẽ yêu cầu phòng thủ hiệu quả. Tổng thống Putin và tướng Gerasimov có vẻ sẽ ngồi yên và đợi người Ukraine tấn công vào bãi chiến trường đã được chuẩn bị kỹ lưỡng của họ. Tổng thống Zelensky và các tướng của ông nếu thông minh sẽ không làm thế, hoặc dù sao thì cũng không vội. Họ sẽ tiếp tục cuộc chiến trong bóng tối của mình, với hy vọng gây áp lực lên Putin và định hình cuộc chiến theo ý muốn của họ. Họ sẽ hy vọng nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ phương Tây. Chỉ cần một số vũ khí chủ chốt, đầu tiên trong số đó là tên lửa tầm xa chính xác Atax do Mỹ sản xuất, có thể giúp họ giành chiến thắng trong cuộc chiến, hoặc ít nhất là cuộc chiến giành cầu đất liền, vốn sẽ là một bước tiến lớn theo hướng đó. Ba Lan có Atax và có lẽ chỉ cần sự cho phép của Mỹ để gửi nó. Giới chuyên gia cho rằng một điều có thể buộc ông Zelensky phải ra tay là triển vọng Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2024. Điều đó có thể có nghĩa là sự ủng hộ của Mỹ sẽ ít hơn hoặc hoàn toàn không có trừ khi Ukraine chấp nhận các điều khoản đã được thống nhất giữa Trump và Putin. Điều này có thể sẽ giống như thất bại trước mắt người Ukraine. Một chiến thắng của ông Trump vào năm 2024 có thể buộc ông Zelensky phải tấn công ngay cả khi bất chấp tỷ lệ cược. Giới chuyên gia cũng cho rằng cuộc chiến của Zelensky là đã được kiểm soát và phần lớn từ Washington. Chính việc Mỹ khăng khăng cho rằng Ukraine không thể sử dụng vũ khí của Mỹ để chống lại Nga đã buộc người Ukraine phải tấn công và bẫy cầu đất liền, và điều này cho phép Nga bỏ qua 1.000 km biên giới của mình, tập trung lực lượng ở đó để gặp họ. Nhiều câu hỏi đặt ra liệu Nga có sử dụng vũ khí hạt nhân hay không? Rõ ràng, các lực lượng thông thường của Mỹ, nếu họ chọn hành động trực tiếp, có thể làm tê liệt nỗ lực chiến tranh của Nga trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng kho vũ khí hạt nhân của ông Putin thực tế đang gieo rắc nỗi sợ hãi vào Nhà Trắng và do đó buộc chính quyền Kiev phải chiến đấu với hai bàn tay bị trói. Nếu Zelensky có thể gửi một cuộc tấn công bọc thép thực sự vào Belgorod, thì ông ta sẽ phải rút quân phòng thủ khỏi cây cầu trên bộ hoặc tràn quân ra ngoài và chiếm một phần lớn phòng tuyến chính của Nga bên trong Ukraine. Nhưng ông ta không thể làm như vậy bởi vì các mối đe dọa hạt nhân của Tổng thống Nga Putin đang có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Mỹ.
NATO nên lo lắng, không phải ở trong hoặc gần Ukraine. Tổng thống Putin đang tập trung quân đội ở một nơi không ngờ đến. Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 7 tháng 5 cho thấy một cặp Tu-160 và hàng chục máy bay ném bom chiến lược Tu-95 tại căn cứ không quân Olenia. Mỗi chiếc đều có khả năng mang tên lửa hành trình lưỡng dụng, bao gồm vũ khí thông thường hoặc vũ khí hạt nhân. Bán đảo Kola của Nga nằm gần như hoàn toàn trong vòng Bắc Cực và cách Ukraine khoảng 1.300 dặm, tương đương với hơn 3.000 km. Tuy nhiên, trong tháng này, Điện Kremlin đã triển khai 16 máy bay ném bom chiến lược tới khu vực, có thể nhằm mục đích phô trương lực lượng sau khi Phần Lan gia nhập NATO. Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 7 tháng 5 cho thấy một cặp Tu-160 và hàng chục máy bay ném bom chiến lược Tu-95 tại căn cứ không quân Olenia. Mỗi chiếc đều có khả năng mang tên lửa hành trình lưỡng dụng, gồm vũ khí thông thường hoặc vũ khí hạt nhân. Chỉ cách 200 km từ các quốc gia thành viên NATO là Na Uy và Phần Lan. Căn cứ lần đầu tiên được tình báo Mỹ phát hiện vào năm 1957 và được cho là có chiều dài đường băng lên tới 3.350 m. Olenia trước đây phục vụ như một lĩnh vực triển khai tiền phương cho hàng không tầm xa và là một trong 9 cơ sở dàn dựng ở Bắc Cực cho các cuộc tấn công hạt nhân vào Mỹ. Trong những năm gần đây, cơ sở này là nơi sản xuất máy bay cánh quét siêu âm Tupolev Tu-22M, NATO định danh là Blackfire, máy bay ném bom tấn công trên biển và chiến lược tầm xa của Nga. Nga đã nỗ lực hết sức để đảm bảo khả năng phòng thủ của bán đảo Kola, bao gồm cả việc triển khai vào tháng 2 năm 2020 một cặp radar Resonat-N có khả năng phát hiện các mục tiêu siêu âm. Theo báo cáo từ truyền thông nhà nước Nga, các radar Resonat hoạt động ở dải tần mét và sử dụng nguyên lý cộng hưởng sóng, cho phép phát hiện máy bay sử dụng công nghệ tàng hình, cũng như các mục tiêu siêu thanh bay ở tốc độ lên tới Mach 20. Radar cũng có khả năng phát hiện mục tiêu và phát tín hiệu xác định mục tiêu đối với các mục tiêu khí động học ở khoảng cách 600 km và cự ly 1.200 km đối với các mục tiêu đạn đạo ở độ bay cao lên tới 100 km. Rõ ràng, những điều này đã thể hiện Moscow quyết tâm bảo vệ bán đảo Kola. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.